Rồi cả nhà nhìn lên em chờ đợi này. Này. Cá như diễn viên đấy. Cửa hàng này đây. Tập phường đến rất nhiều. Chơi cá thần cầm lương. Dài khoảng 400 mét. Đây. Bác ơi, được rồi. Nhìn đi, bà nhìn được ảnh đi. Không phải quay bài cho xem nào. Đưa lẻ lúc nãy lên rửa cho chú đi. Chú biết thì thôi. Được chưa? Để tính được con cá, con cá chép nó quay lại này, lấy cá này được vào hàng, chụp cái kiểu này, lấy cái hàng nhỏ cái ra, anh ơi.